Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì hôm qua các bạn, khách của mình mới đem qua một bầy chuột Winter White. Rất là nhiều chuột luôn, khoảng mười mấy con á. Thì hôm nay mình đăng một cái video cho các bạn xem, cũng như là mình đăng video này để bán chuột luôn nha. Bạn nào ở khu vực Trà Vinh, ở các huyện thì inbox cho mình nha. Hoặc là những bạn nào ở Bến Tre rồi đó, muốn mua chuột thì inbox cho mình. Mình sẽ gom đơn và gửi qua Bến Tre một lần luôn. Đó, cho ship nó rẻ lại cho các bạn nha. Rồi, thì trong cái bầy này thì nói chung là có màu vàng chanh, sóc với lại trà sữa là cái bầy mới này. Còn cái bầy cũ thì mình còn sóc với lại trắng dọc. Đây là cái bầy cũ. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết hơn cho các bạn xem nha. Cái lồng đại này thì mình sử dụng cái vách ngăn ra các bạn, để mà mình tách ra hai bên. Đó. Bên ngăn bên này là cái bầy hôm qua khách mới đem qua cho mình nè. Đó, chuột này thì nói chung là chuột cho sinh sản tại nhà, cho nên là các bạn nuôi thì cứ yên tâm về sức khỏe ha. Chuột thì lông đẹp. Thì nói chung là trong cái bầy này thì nói chung là con nào nó cũng hiền hết nha các bạn. Và mình đã để chung cho nó sống chung với nhau khoảng một tuần đến 2 tuần rồi, cho nên là nó quen làm quen với nhau hết rồi nha các bạn. Còn cái bầy mới này thì chỉ cái khách của mình cho ở chung rồi, cho nên là nó sẽ không có cắn nhau. Mình sẽ cho các bạn xem mấy con vàng chanh trước nha. Đây là màu vàng chanh, mà bé này là vàng chanh mắt đen. Bé này là bé cái, bé này là bé đực nha các bạn. Bé này là bé đực đó, vàng chanh mắt đen nha các bạn. Lỗ tai của nó thì có một chút màu đen. Màu này thì các bạn rất là thích, hỏi mình rất là nhiều. Cái bé vàng chanh này thì hồi sáng mình có gửi cho các bạn đó ở dưới huyện hai con, bạn đó lấy một cặp luôn. Là hiện tại thì chỉ còn có hai con vàng chanh cuối cùng nha các bạn. Các bạn nào lấy thì thích màu này thì inbox sớm cho mình nha. Thế thôi là một hai hôm là khách qua lấy mất tiêu á. Còn sóc thì còn nhiều lắm. Đây, bầy cũ còn sóc nè. Đó, bên này thì cũng có sóc luôn. Và trà sữa. Đó, trà sữa thì không có mắt đen nha các bạn, chỉ mắt đỏ thôi. Nhưng mà cái màu mắt thì nó không có liên quan gì đến cái tính tình của mỗi con chuột nha. Tại vì có nhiều bạn hiểu lầm á, là thấy con chuột nào mắt màu đỏ là nó hung dữ. Nhưng thực chất là nó không có hung dữ nha. Tùy theo tính tình mỗi con nó khác nhau. Đó. Có con màu mắt màu đen nhưng mà nó lại hung dữ, con mắt màu đỏ lại hiền. Như mấy con này mắt màu đỏ là rất là hiền nha. Đó. Rồi. Còn bên này thì có mấy con sóc. Đây. Màu sóc. Đó. Màu sóc thì auto mắt đen nha các bạn. Đó. Rất là dễ thương. Sóc thì hình như là mình còn một con cái nha. Còn cái với đực đầy đủ luôn á. Còn bên này thì có một con bia chị khách cho mình. Đây. Con bia này còn ba bi á, cho nên là mình mới nuôi chung với mấy con này nha. Còn mà nó lớn lên một tí nữa mình không có nuôi chung, mình tách riêng. Tại vì bia với Winter White là hai dòng nó khác nhau rồi. Còn con này nó còn nhỏ, cho nên là nó chưa biết gì đâu. Cho nên là nó giỡn chung với mấy con này được. Còn lớn rồi nhiều khi hay nó giỡn cái con bia nó cắn mấy con chuột nhỏ chết. Đó, là trong chuồng này thì còn trà sữa, vàng chanh, sóc với lại một con trắng sọc đen. Đây, con trắng sọc đen còn sót lại. Bé trắng sọc đen này là bé đực thằng cái ta. Bé này bé đực nha các bạn. Trắng sọc đen, mắt đen. Đó, trắng sọc đen á thì nó sẽ rẻ hơn cái màu vàng chanh này nha. Đó, có gì các bạn liên hệ vô Facebook giúp mình. Rồi, đồ ăn đồ thì nó ăn là tối giờ hết rồi các bạn. Tí mình đẩy vô thêm. Còn bên này là sóc với lại trà sữa. Đây, sóc với lại trà sữa thôi các bạn. Có một con vàng chanh nữa nè. Vậy là tổng cộng là mình còn 3 bé vàng chanh nha. Bên này có một con mình không để ý. Bé này mắt màu đỏ nha các bạn. Đó, vàng chanh. Đây, con này là con trà sữa với lại sóc. Giờ này là giờ nó ngủ các bạn. Còn quay video với nó nhau nhau nó thức chừng. Đó. Ở đây có một con trà sữa nhưng mà cái lông nó màu xám xám. Đây, con này chắc dạng lông nó ra cái màu lai các bạn. Đây, con này cái lông nó màu xám xám ha, mắt màu đỏ. Đó, hiền, bầy này thì con nào cũng hiền hết. Nói chung là mấy con chuột này là size Barbie, cho nên là các bạn nuôi về, các bạn nuôi nó khoảng 1 tháng, 2 tháng thì nó quen với các bạn, là nó lớn lên thì nó sẽ quen luôn. Và nó sẽ không có cắn các bạn. Đó. Nhưng mà cũng hên xui nha các bạn, nhiều khi lớn thì tính tình nó thay đổi thì nó hung dữ hơn, sau đó thì cũng tùy theo mỗi con, cái này mình không có biết trước được. Còn mà
chuột hiền với dữ á, thì mình chỉ báo cho các bạn lúc mà mình bán chuột cho các bạn thôi. Con nào hiền mình nói hiền, con nào hung nó hung. Đó, con nào bị gì mình nói vậy. Đó, các bạn thấy ok thì các bạn bắt về ủng hộ mình. Đó, một hai con chuột ha. Chuột thì nói chung là đẹp, màu lông đẹp. Đấy, mình quay trên video cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn nhìn ở ngoài thì màu nó sẽ chính xác hơn nữa. Nhiều khi trên video của mình đăng lên màu nó không có chuẩn, nhưng mà màu ở ngoài thì các bạn nhìn nó sẽ ok hơn. Còn về cái đồ trại này, các bạn thì có nhiều bạn hỏi mình đó là tại sao con chuột nhà của các bạn nó không có chịu chạy mấy cái dòng trại này. Đó, thì nói chung á là mấy con chuột này thì tùy con, có con nó thích chạy, có con nó thích ăn với ngủ thôi. Thì cũng tùy theo mỗi con mà tính tình mỗi con nó khác nhau. Cho nên là mình không có cách nào mà ép nó chạy được cho các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình những câu mà mình không trả lời được luôn á. Đó, ví dụ như hôm trước có một bạn hỏi mình đó là có cách nào mà để cho con chuột này nó chạy mấy cái dòng chạy này hay là không. Đó, nó thích chạy hay không là tùy theo nó chứ mình không có ép được nha các bạn. Đó, con thì nó tối ngày nó chỉ nằm nó ngủ rồi tới giờ nó ăn thôi các bạn. Cũng tùy con nha. Cái màu vàng chanh á thì bạn nào lấy thì inbox mình sớm sớm nha. Tại vì mình thấy có nhiều bạn cũng kỳ lắm. Nhiều khi có mấy màu vàng chanh màu đẹp đẹp như này nè thì mình thông báo thì không lấy. Đó, rồi sau một hai ngày sau hoặc là một hai tuần sau cái mấy con chuột này khách ta qua lấy hết trơn rồi thì lại quay lại hỏi coi còn cái màu vàng chanh hay là không. Đó, thì các bạn mà muốn nuôi thật sự thì inbox cho mình nha, rồi mình sẽ sắp xếp gửi cho các bạn. Các bạn ở tỉnh khác mà muốn nuôi chuột mà mình không chạy xe đi gửi được á thì mình sẽ gửi xe, rồi các bạn chịu khó tìm xe các bạn ra nhận như mình nha. Thường thì mình gửi xe Tô Châu, xe Tô Châu thì nó đi hết các tỉnh miền Tây luôn. Đó, bạn ra xe đó nhận được thì mình sẽ gửi cho các bạn. Trong quá trình mình bán mấy con chuột này á thì cũng có một vài bạn nhắn tin vô hỏi cho đã rồi nói mình á là sao bán chuột mắc vậy. Thấy mấy chuột khác người ta bán thì đâu có 20-30 ngàn, 40 ngàn con. Đó, thì ở đây mình nói lại cho các bạn xem luôn. Tại vì á về cái giá tiền chuột mình hiện tại đang bán á, thì mình cũng đã nói trong rất là nhiều video rồi, có thể là những bạn đó chưa biết. Thì chuột ở đây mình bán là chuột của những chị khách hoặc là những hành khách nuôi sinh sản tại nhà cho ăn đồ ăn ở shop mình, hoặc là ăn nó, hoặc là nếu như mà có ăn đồ ăn ở shop khác thì đều là cho ăn thức ăn ngon hết. Đó, vì thế là chuột cho ra một cái màu lông đẹp, chuột chất lượng không bị bệnh tiêu chảy hoặc là bệnh bất kỳ bệnh gì hết thì mình mới thu lại và mình bán cho các bạn. Thì nói chung là mình thu chủ yếu là những người khách quen, cho nên là mình thu lại là không thể nào mà thu với giá rẻ bèo được. Thì như thế là cũng kỳ, tại vì người ta cũng có ủng hộ thức ăn đồ bên mình lâu dài rồi, cho nên là mình thu lại mà thu giá rẻ quá thì cũng không có được. Đó, vì thế là mình phải bán ra một cái giá nó cao một tí để mà mình còn có lời, đúng không các bạn? Không lẽ mình bán rồi mình bán vốn không cho các bạn, đúng không? Đó, rồi mua về nhiều khi có con nó lông nó chưa được đẹp thì mình phải nuôi khoảng 1-2 tuần, lại tốn tiền thức ăn rồi lót chuồng nữa các bạn. Đó, cho nên là các bạn cũng đừng có thắc mắc là tại sao shop mình đã bán chuột nó cao hơn những shop khác một tí. Nhưng mà mình thấy bán giá này cũng rất là hợp lý các bạn. Ví dụ như mấy con sóc thì giá hiện tại mình bán 65 ngàn, và sữa thì mình bán 75. Đó, còn những màu đẹp một tí thì nói chung là các bạn phải chi tiền ra. Còn các bạn muốn màu đẹp mà các bạn không chịu chi tiền ra thì làm sao có màu đẹp cho các bạn nuôi, đúng không? Đó, thì chuột mình bán là tiền nào thì chuột nấy. Đó, các bạn lưu ý giùm mình nha, mình bán là tiền nào chuột nấy. Và khi mà các bạn mua chuột bên mình thì các bạn có những cái lợi ích gì? Thứ nhất là các bạn sẽ được hỗ trợ trong suốt quá trình mà các bạn nuôi chuột. Đó, thì cái này thì nói chung là những bạn nào mà mua ở shop khác thì đôi lúc nhắn vô mình cũng hỗ trợ cho các bạn, cái nào mình biết thì mình sẽ hỗ trợ. Đó, hỗ trợ miễn phí, không có lấy tiền gì của các bạn đâu. Rồi, và cái thứ hai, khi các bạn mua chuột bên mình á thì mình sẽ nói rõ nguồn gốc cũng như được cái đồ các thứ các kiểu cho các bạn. Đó, và chuột đó có bị tật hay là gì không, có bệnh gì không, mình nói rõ. Ok các bạn, ok rồi mình bán nhận tiền xong. Đó, và cái thứ ba, cái này quan trọng nè, cái này có thể là có rất là ít shop có cái chương trình khuyến mãi này, đó chính là mình sẽ bảo hành chuột cho các bạn. Bảo hành thì cũng tùy theo cái trường hợp nha các bạn, chứ không phải là cái chuột loại nào mình cũng bảo hành hết, trường hợp nào mình cũng bảo hành hết thì không có được. Thì ví dụ hôm trước có một bạn mua chuột cũng ở trong tỉnh Trà Vinh này của mình, thì lúc mà mình gửi thì con chuột nó khỏe mạnh, nhưng mà hôm đó hình như mình gửi là vào buổi trưa tí, cho nên là nó trời nó hơi nóng. Rồi các bạn nó đem về nuôi hình như là khoảng vài tiếng thôi thì cái con chuột đó nó dạng như nóng mà sức khỏe nó không được tốt cho lắm hay sao đó thì nó chết.
Thì các bạn đã nhắn lại cho mình có chụp hình đồ đầy đủ hết. Ok, đúng con chuột mình bán cho bạn đó. Rồi, mình sẵn sàng chạy xe gửi một cái con chuột mới đúng cái màu đó, đúng cái con đực cái đó cho các bạn đó luôn. Đó, đó là cái cách bảo hành của mình khi mà các bạn mua chuột bên mình. Và dĩ nhiên là những bạn mua hàng sai thì mình sẽ có cách bảo hành khác chứ không phải là gửi chuột hết cho các bạn nha. Các bạn lưu ý nha. Thì tùy theo cái trường hợp mình sẽ bảo hành khác nhau. Và thêm một cái trường hợp nữa là hôm trước mình bán cho một cái bạn khách kia cũng mua hàng bên mình nhiều rồi. Thì lúc bạn đó mua là bạn đó chọn một con cái để ghép, nhưng mà sau khi nuôi hình như khoảng 1 tháng hay là gì đó thì cái con chuột có lớn lên á, thì các bạn nó xem lại là không phải là con cái mà là con đực, tại vì mấy con chuột này nhỏ, nhiều khi mình xem cái bộ phận sinh dục nó không có được kỹ 100% á đó, cho nên là các bạn đó đem về nuôi một khoảng 1 tháng nó lớn lên rồi để xem cái bộ phận sinh dục nó rõ hơn đó, rồi nói là không phải là con cái. Thì bạn đó đem vô đây thì mình đổi luôn cho các bạn đó một con chuột cái hoàn toàn bình thường hết luôn nha. Đấy, thì đó là cách bảo hành của mình và những đó là cái quyền lợi mà các bạn khi các bạn mua chuột bên mình đó. Ok chưa? Và giá thì mình bán nó không có gọi là cắt cổ hay là quá cao đâu các bạn. Những shop khác người ta bán một cái con chuột 90, 100 mấy, 200 là chuyện bình thường. Ở đây mình bán giá hình như là mấy dòng chuột nhỏ nhỏ này mình bán giá là hồi đó giờ cao nhất là 90 ngàn trở xuống thôi. 90 là những cái màu vàng chanh là bông lan rồi đó, trở xuống thôi. Còn bia thì mình cũng có bán nhưng mà ít thôi. Và giá nói chung là không có con nào mà trên 100 ngàn hết. Đó. Mà chuột thì chất lượng rồi bảo hành các thứ kiểu cho các bạn. Đó. Thì ở trên sẵn cái video này thì mình muốn nói lại cũng như là nói rõ hơn chi tiết cho các bạn về cái giá cả chuột bên mình bán hiện tại rồi đó. Đó, để cho các bạn nào mà mới nuôi, các bạn cũng đừng có thắc mắc. Các bạn có thể so sánh giá của shop này với shop kia hoặc là của shop mình với shop khác. Đó, nhưng mà các bạn hạn chế rồi chê shop mình hoặc là chê những shop khác bán đồ chuột này kia mắc đồ thì nó không có được hay cho lắm. Đó, ok các bạn, nếu như mà các bạn tin tưởng shop mình thì các bạn mua chuột shop mình sẽ bảo hành đầy đủ cũng như là chia sẻ về cách chăm sóc đồ cho các bạn đầy đủ. Cái đó là quyền lợi khi các bạn mua chuột ở shop mình. Đấy, chuột thì mình không thể nào bán rẻ tại vì mình thu vô là không có giá rẻ rồi. Đó, còn vật dụng thức ăn lòng đó thì có thể là mình bán rẻ, mình lời ít một tí mình bán rẻ cho các bạn được nha. Rồi ok, thì nói chung là các bạn nào mà thật sự muốn nuôi chuột, muốn nuôi mấy con chuột hamster này đó, thì liên hệ với mình sẽ hỗ trợ tận tình cho các bạn. Còn những bạn nào mà dạng như là dạng thích tạm thời, thích một hoặc là xem trên Facebook và thấy mấy con chuột này dễ thương quá rồi muốn mua liền đó, còn chưa có tìm hiểu gì hết thì các bạn vô hỏi giá mình rồi nói chuột mắc chuột rẻ này này kia thì nó không hay cho lắm ha. Các bạn có thể là tham khảo kỹ trước khi các bạn mua chuột bên mình thì sao mình nói vậy đó, giá cả thì hợp lý, không quá cao không quá rẻ nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Thì đừng quên lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video về hamster nữa cho các bạn xem nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.